莫来忘罪，爱咋地满天难为，再难为多光空山生泪疼疼满眼定泪，冷归冷有灵落泪，有空山怎归泪泪，若难为应该心白心思难分好白头退，谁愿成爱归轮大道，chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 712-775-8118 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Phao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô. Dạ, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không? tôi không những khỏe mà tôi còn vui nữa cô. Đi vào trong đài, tôi thấy tất cả các chuyên viên lỗi lạc kỹ thuật của Đài Sài Gòn 1600 đài truyền hình SBTN. Và phía bên kia chỗ nào đó tôi không biết, diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam đang truyền thanh truyền âm truyền hình chương trình này đi khắp bốn phương trời. Thưa cô, vậy là chúng ta đã sống thêm được 12 ngày nữa của năm 2019 cho đến ngày hôm nay của thế kỷ 21. Được sống là món quà quý báu mà tạo hóa đã ban cho mỗi người chúng ta. Hơn hết, điều chúng ta cần biết là phải biết sống làm sao có nghị lực để đối mặt với những thử thách trên đường đời. Nghị lực là một nhân tố không thể thiếu giúp chúng ta duy trì hướng đi đúng đắn của mình. Bên cạnh đó, có nghị lực giúp thêm phần rèn luyện nhân cách con người, sự kiên trì bền bỉ và lòng dũng cảm. Khi gặp trở ngại nào nhất định không bỏ cuộc và quyết tâm và còn quyết tâm hơn nữa. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một người đàn bà, chân yếu tay mềm, chỉ tranh đấu cho lẽ phải, cho dân chủ tự do và nhân quyền, nhưng đã bị Cộng sản Việt Nam nhốt vào nhà tù 4 năm vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Và hôm nay bị Việt Cộng đập phá tất cả những gì cô đang cố xây dựng lại cuộc đời. Hai nạn nhân của Việt Cộng, cô và chồng cô, một túp lều tranh hai trái tim vàng đến với nhau bằng tình yêu. Tưởng đã yên, nhưng Cộng sản Việt Nam khốn nạn đã đập nát mái nhà yêu thương của hai vợ chồng cô. Người khách mời sẽ tâm tình về điều khốn nạn cuộc đời của cô. Tôi xin gửi lời chào đến tù nhân lương tâm cô Phạm Thanh Nghiên. Thưa nếu cô Nghiên nghe được tôi ạ? Dạ thưa chú, cháu nghe được chú. Chào chú ạ. Tốt quá, mừng quá. Tôi nói là cô đáng cho cháu nó bú nó ăn trước đi để nói chuyện lâu lắm tôi không gặp lại cô. Tôi có hỏi câu này là cũng là thừa, tôi biết cô đang ở Sài Gòn. Cô đang ở Sài Gòn nhưng bây giờ cô không có nhà, không có túp lều tranh. Cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu thưa cô Nghiên? Thưa chú, rất là cảm ơn chú Văn Minh cũng như quý khán giả đã quan tâm đến Phạm Thanh Nghiên và với chú.
Hiện nay thì gia đình cháu đang tá túc tại một nhà trọ mới, nhưng mà cũng đã nói thật là cũng không biết là sẽ được ở được bao lâu. Bởi vì khi mà vào đây thì cũng đã có một số thanh niên mặc thường phục, đeo khẩu trang, dòm ngó nhìn mặt rồi, không biết là ở được bao lâu, cho nên là vẫn cứ sẵn sàng cho cái việc mà bị ra khỏi nhà trọ bất cứ lúc nào để tìm nơi mới ạ. Tôi tôi nói với cô mà tôi đang xúc động lắm đấy. Tôi xin lỗi cô cũng như đáng tuổi con của tôi. Cô mới có một cháu tôm thương quý của cô. Đã lâu tôi không được nói chuyện với cô đấy. Từ lúc còn ở Hải Phòng, những người thân mến, người lính già Vũ Cao Quận, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Tường Thủy, từ lần trước tới bây giờ. Nói về gia đình cô một chút đi. Cô với Huỳnh Anh Tú, tôi biết Huỳnh Anh Tú bị tù, người chồng thân mến của cô tù 14 năm. Cô tù 4 năm. Hai người lập gia đình với nhau được mấy năm rồi, thưa cô Nghiên? Vâng ạ, là chị cháu đã chính thức làm đám cưới ngày 17 tháng 4 năm 2016. Tính đến nay đã là hơn 2 năm rồi ạ. 17 tháng 4, nói với tháng 4 năm 2016, chắc là người còn nhớ đến chứ. Sự kiện có thể nói là thảm họa, đang thảm họa môi trường, Somoza, tại Việt Nam. Sau khi đám cưới xong được vài hôm đó, thì là diễn ra cái cuộc biểu tình rất là lớn tại Sài Gòn, Hà Nội và nhiều nơi khác trong cả nước. Và nó vẫn nói đùa rằng là hai vợ chồng có một tình thân, nói là không phải tình thân mật mà là tình giật mật. Tại vì là đúng ngày 1 tháng 5 là xảy ra cái cuộc biểu tình và hai vợ chồng cháu cùng với một số người khác biểu tình bắt tóc trên đường và bị đánh đập rất là tàn tệ, bị giam giữ cả một ngày trời. Cho nên là nó mới nói đùa là không có tình trong mặt nhưng mà lại có tình gặp mặt mà bị tổng cảm đánh được xe tu. Tuần trong mặt trở thành tuần gặp mặt. Huỳnh Anh Tú có tội lỗi gì đâu, một người, một tất sắt không có, lật đổ nhà nước Cộng sản, lao. Cô, cô không biết là tôi có biết là cô sinh con được, cô có nên được, cân được ký nào không? Nếu cô ngồi, cô tọa kháng cái này, cái gì, chữ gì cô dùng đó, ở trong nhà, chống lại tàu cách đây bao nhiêu năm đó. Tôi nhìn cô tôi cũng thấy thương tâm lắm. Người con chút xíu à, sức khỏe thế nào, sau sinh con rồi con thế nào, thưa cô, thưa Phạm Thanh Nghiên? Vâng ạ, thưa chú, là sau khi sinh bé tôm thì cháu cũng là lên cân. Không biết là thời điểm này so với lại gần một năm là trước lúc đi từ so với lúc đó giờ lên được gần 20 kg rồi chú. Dạ, bây giờ rất là tầm cáo rất khác, nhiều người không nhận ra đâu. Tốt thôi, lên được cân là tốt nuôi con. Cô biết, cô ở Việt Nam, cô sống, wow, không biết tôi nói làm sao cho nó đúng cô à. Cô biết chế độ, cô biết con người Cộng sản mà. Nó bắt đầu từ cướp. Từ cướp. Năm 1954, năm 1945 trước đi đã. Là cướp chính quyền, và chính cái chữ đó người Cộng sản người ta dùng, chứ không phải là tôi nói đó là bọn cướp, người Cộng sản cướp chính quyền. Cách mạng tháng 8 năm 1954 người ta cướp ruộng đất, giết 170.000 người, 170.000 người. Năm 1975 nó cướp Việt Nam, giết hàng trăm người đồng đội của tôi đi tù cải tạo, giết hàng trăm ngàn người đồng đội của tôi, hàng trăm ngàn người. Cô, tôi xin lỗi cô, tôi đang xúc động đấy. Nó chết hàng trăm ngàn người, bỏ đất nước đi tìm tự do. Và hôm nay nó cướp vườn rau Lộc Hưng. Cái tên Lộc Hưng nghe nó thương quá. Bắt đầu như thế nào thưa cô, thưa cô Nghiên, bắt đầu như thế nào? Cháu xin lỗi vừa không nghe rõ thì chị nghe bắt đầu nhé. Chứ là chú muốn kể chuyện bắt đầu chuyện gì ạ? Bắt đầu của chuyện Lục Hưng nó dài lắm, nhưng mà nó bắt đầu, nó nói ngắn đi, nó bắt đầu làm sao? Đất đó là của nhà thờ mà. Đất đó là của những người Bắc Kỳ di cư bao nhiêu năm rồi mà. Vâng ạ.
tức là cái mảnh đất gần Gia Lộc Hưng này đó, tạm thời tóm gọn như thế này, nó có diện tích khoảng độ trên dưới 6 hecta, 60.000 mét vuông, là đất của những người di cư vào Nam sau năm 1954, tức là sau năm 1954 là cái đất này thuộc lão hội và đã để cho những người dân đa số là giáo dân và làm người bán năm tư trồng trọt sinh sống tại cái mảnh đất này, tức là hoàn toàn là có chủ quyền của những người dân ở đây. Chứ lúc đó thì cái nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xuất hiện và khi ra đời, và từ đó cho đến nay đã trả cả luật đất đai do chính người cộng sản rút ra đó, thì là khi mà những cái đất đai của người dân mà nhiều năm mà không có tranh chấp gì thì dù cho không có giấy tờ thì vẫn là thuộc cái quyền sở hữu của người dân. Mà tuy nhiên đó là nước Việt Nam á, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta phải khẳng định một điều rằng khi họ làm luật đấy là đều để làm luật là để củng cố cái sự cai trị độc tài của họ mà thôi. Tức là về cái việc đất đai, riêng trong lĩnh vực đất đai là không có sở hữu tư nhân mà chỉ có sở hữu toàn dân thôi. Mà bây giờ toàn dân là cái thằng nào, nhà nước là cái thằng nào chẳng ai biết cả. Mà phải hiểu rằng là tôi rất thích ông Vũ Cao Quận khi ông đưa ra một cái khái niệm là sở hữu toàn dân là sở hữu của nhà nước, mà sở hữu của nhà nước là sở hữu của chính phủ. Sở hữu của chính phủ là cái gì? Sở hữu của chính phủ là sở hữu của quan chức. Tức là khi mà đất đai không có quyền tư hữu mà nói là của nhà nước, của dân nhưng mà do nhà nước quản lý, vậy thì tóm lại là của ai? Bởi vì khi cái mảnh đất này ấy, đương nhiên là của người dân, nhưng mà khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975 ấy, thì bắt đầu mọi thứ, mọi của cải của người dân là lần lượt nó biến hóa thành của nhà nước hết, mà của nhà nước ở đây đều là của quan chức ấy. Thì nói thẳng một cái điều như thế. Thế thì những người dân nó sau năm 1975 ấy, họ vẫn cứ tiếp tục canh tác, vẫn tiếp tục làm ăn và đóng thuế. Hiện nay là họ sau khi có sự kiện cưỡng chế, phải nói là cướp chứ không phải cưỡng chế được. Cướp thì phải nói là cưỡng chiếm. Còn trong lúc hơn thì bắt đầu người dân, người ta bắt đầu trưng ra những cái giấy tờ từ những năm 54 đến những năm 75 cho đến bây giờ. Còn người ta vẫn đóng thuế thì đương nhiên là thuộc cái quyền của người ta. Đó. Thì bây giờ cứ nhập nhằng cái hiến pháp rằng là phải cái đất đai là sở hữu của toàn dân để nhà nước quan chức tùy tiện nhắm đến mảnh đất nào mà họ thích và đều trong cái toàn dân ở đó là để mà tùy tiện để mà tha hồ, những đoạn tha hồ thu hồi. Có thể còn mình đâu là thu hồi. Thu hồi chỉ khi hết cái của mình cho người ta mượn, cho người ta thuê hết thời hạn hoặc mình không muốn cho người ta mượn nữa, mình lấy về thì mới là thu hồi. Nhưng đây không phải đất của mình. Đó. Thế thì khoảng những năm cuối, khoảng những năm 90 mấy, những năm 90, 91 thì đó đó. Thì thủ tướng chính phủ lúc bây giờ là ông Phạm Văn Khải đưa ra một cái nghị định của chính phủ, tức là kê khai đất, mà người dân đã đi đo đất, đi kê khai đất để lấy ra với lại chính quyền địa phương ấy, để mà trình diện báo cáo và cái thửa đất của tôi có từng đây, từng đây, từng đây. Thì sau đó thì đại diện của những của chính quyền địa phương người đấy nói với người dân, cái bà con cứ về đi, không đất của ai thì vẫn còn người đấy, chứ nhà nước chưa có cái kế hoạch gì để sử dụng hay là để mà thế này thế kia, đó là con cứ yên tâm, đất của bà con chẳng ai người ta chiếm đâu, cho nên không cần phải làm giấy tờ của bà con, đương nhiên nó là của bà con rồi, làm giấy tờ hay không thì vẫn cứ là của bà con. Thế nên người là như thế thôi mà. Và cho đến khoảng độ năm 2006-2008 gì đó đó thì là bắt đầu nó mới thông báo với người dân là bằng miệng thôi, là cái đất này sẽ bị nhà nước thu hồi để quy hoạch làm những cái công trình phúc lợi xã hội này kia. Thế bắt đầu từ đó đến nay là mười mấy năm rồi, người dân Lộc Hưng là tiến hành cái việc khiếu kiện. Những năm đầu thì họ đi kiện tụng này kia rồi các cái cấp chính quyền, các cấp của nhà cầm quyền thì đúng hơn chứ không phải chính quyền, chưa bao giờ đối thoại với họ cả, lúc nào cũng trốn người dịch tổ. Và đến bây giờ khi mà người ta đa số là người ta trồng rau từ những năm 54 đến bây giờ, và đến bây giờ thì là những năm gần đây cái việc trồng rau không có mang lại thu nhập cho người ta, không đủ được cuộc sống và bảo đảm cái đời sống của người ta, thì người ta chuyển sang cái hình thức khác, tức là xây nhà trọ cho thuê, xây những căn phòng nhỏ cho thuê với giá rất là bình dân, rất rẻ. Bởi vì là những người mà thuê nhà ở cái khu này á,
đều là những người lao động. Bởi vì những người lao động hoặc những người ở xứ khác về không có đủ tiền thì mới phải đi thuê nhà thôi, mới phải đi thuê phòng trọ thôi. Và đến vài năm gần đây thì nhiều người cũng đã xây những phòng trọ. Bản thân gia đình tôi cũng vừa mua vài chục mét đất để cất nhà. Và sau đó thì chuyện gì xảy ra thì là chúng ta đồng minh cũng như là các quý thính giả theo dõi những thông tin những ngày qua thì đã biết rồi đó. Vào ngày 4 tháng 1 đó là cộng sản huy động hàng ngàn công an, mật vụ, cảnh sát, rồi thanh niên xung phong, các cấp, các thành phần của chế độ đến và bất ngờ tử phá vỡ san bằng khoảng 2/20 căn hộ và rút quân về. Từ đó trở đi là họ cả xã La Khánh Thanh, họ nói những cái tuyên truyền những cái lời rất là dối trá, không đúng sự thật. Riêng cái đoạn mà tuyên truyền những cái lời dối trá không đúng sự thật mà cái La Khánh Thanh công suất lớn một ngày phát ra giả bao nhiêu lần như thế là nó một cái hình thức thành phố là con mình giao rất kinh khủng rồi. Thế sau đó thì đến ngày 8 thì đến ngày sau là một lực lượng hơn đông rất nhiều lần của ngày 4 là coi như là vào phải dùng từ giải phóng. Từ giải phóng đúng nghĩa khi mà mình liên tưởng đến cái sự kiện mà ngày 34 năm 1975 là tất cả trở thành một đống hoang tàn đổ nát và tang thương vô cùng. Căn nhà của tôi cũng chung số phận với những gia đình khác, không còn thấy bóng dáng đâu mà chỉ là một cảnh đổ nát. Có những nơi là cái đống xà bần nó cao quá đầu người luôn, ở bên miền Nam gọi là bần, ở miền Bắc gọi là gạch vụn đó. Và đến bây giờ thì họ đã, ngày hôm nay thì họ đã hẳn như không còn thấy một cái ranh giới gì đất nhà nọ là kia. Họ san phẳng cho mấy ủi, làm việc cả ngày cả đêm và đưa ra một cái bản quy trình trong khi một cái dự án công trình, trong khi trước đó là không hề thông báo về cái việc sẽ ủi nhà mà họ dùng cái từ gọi là cưỡng chế, không cho người ta thời gian để sơ tán, mặc dù cái việc đấy đã là sai trái rồi, kể cả cho người ta thông báo cho người ta chuyển đi cũng là một việc sai trái rồi. Chứ với hồ không có một cái thông báo gì. Và trong hai ngày đó là tức là đúng là con ăn cướp luôn, con ăn cướp cũng không đến độ mà nó hùng mạnh, nó dần độ và nó tàn bạo như thế. Và nói rằng ở lên báo chí thì nói rằng chúng tôi chỉ cũng chế những nhà cây giấy phép cho con cướp đó. Bởi vì không cướp đất thì tại sao bây giờ rào xung quanh không cho bà con vào, xóa hết mọi ranh giới đất giữa nhà nọ với nhà kia và bây giờ xây một cái cột để chung một cái tấm biển to nói là dự án xây trường học đặc điểm quốc gia các thứ linh tinh đó, nó là không thu hồi nọ kia đó. Đấy là công chiến, đấy là chiến. Và bây giờ sau cái ngày 4 và ngày 8 rất nhiều gia đình cảnh nằm chờ chủ đất bô tô. Và tôi nghĩ rằng nếu như họ không phải là những người công giáo, không có đức tin, không tin ở Thiên Chúa, không có đức tin ở nâng đỡ thì nhiều người đã tự sát thì chết rồi. Cô nhắc nhiều lần đến chữ sự thật khi cô nói chuyện tâm tình cuộc đời đau khổ khốn nạn của cô. Nếu nói về sự thật thì ta hãy luôn nhìn vào sự thật. Nếu chưa thấy, nếu không thấy thì hãy nói, hãy làm cho bao giờ sự thật nó được sáng tỏa trước mặt mọi người. Điều cô vừa mới nói nó là sự thật đấy. Mà điều tôi đang và sẽ nói nó cũng là sự thật đấy. Cách đây một thời gian mấy tháng, viên chức Đinh La Thăng nó đập cái chùa Liên Trì, nó phá tất cả những hài cốt cho của người chết nằm trong chùa, an nghỉ ở trong chùa. Cách đây một vài tuần, viên chức tay phải của Nguyễn Chân Dung là thằng Trần Bắc Hà, nó ăn cướp hàng trăm tỷ đô la. Đó là bọn cộng sản miền Nam, cướp miền Nam. Đó là bọn cộng sản Nguyễn Tân Dũng miền Nam, Nguyễn Tân Sang, Nguyễn Minh Chiết, bọn cộng sản miền Nam, cướp miền Nam. Và cô mới nhắc đến, bây giờ thì nó có cái bài hát, tôi hát ngại nghe nó cũng cám cảnh lắm. Mà không cám cảnh là đúng như vậy, nó khốn nạn như vậy, giặc miền Bắc vô đây. Bàn tay dưới máu đồng bào, giặc ác tan đàn xẻ lái. Nguyễn Thiện Nhân, nó đang làm xếp sòng ở Sài Gòn, nó là cộng sản miền Bắc đấy. Bây giờ cộng sản miền Bắc một lần nữa nó vào nó chiếm lại Sài Gòn, chiếm lại miền Nam.
Dù suy nghĩ của tôi về hai cộng sản miền Nam và miền Bắc, nó cùng là một cộng sản cả, nhưng mà có cô có cái tâm tình gì không, thưa cô Nghiên? Bây giờ nếu mà bàn một chữ ác cộng sản thì tôi e rằng là anh cứ muốn nào cả tiết và sẽ phải cần nhiều người nữa, cần nhiều năm nữa, và cần nói chung là sẽ rất tốn rất nhiều với mình, tốn rất nhiều thời gian, cũng không thể nào ghi hết được tội. À, vừa rồi thì chúng mình có nhắc đến cái nhân vật Nguyễn Thiện Nhân ấy, thì tôi xin nói thêm là cách đây một hai hôm thì hắn ta bị ép được bởi vì bị công luận ép quá bởi cái sự kiện dân tộc Lộc Hưng ấy. Trong mấy ngày qua thì sự chú ý đặc biệt công luận Nguyễn Thiện Nhân không thể cân mình nữa, thì hắn có nói rằng có những sự việc rất bình thường mà lại bị nhiều đối tượng lợi dụng cái việc đấy để kích động. Tức là đối với hắn ấy, việc đẩy hàng trăm con người ra đường trong cảnh tay trắng, đẩy hàng trăm số phận không biết đi về đâu trong một cái thời đại văn minh của nhân loại như thế này mà làm những cái việc vô cùng thấp nhân, thấp đức, cảm nhân hại nước, mà hắn còn nói rằng là đây là những việc bình thường. Ở trong một cái cuộc họp giao ban đó, của cái ngày như là cái ngày thứ hai đầu tuần vừa rồi ạ, Nguyễn Thiện Nhân mới đây thôi sau khi sự kiện ngày 8 diễn ra, thì Nguyễn Thiện Nhân đang giảng dạy, đang dạy các đồng chí về cái này, các đồng chí về cái kia, phải rất kinh nghiệm vân vân. Thì cái cô sinh người đàn bà ngồi bên cạnh hắn á là Thân Thị Thư, tức là làm đến chức chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc của các thành phố Hồ Gà Chó, phải nói như thế, vừa ngồi họp vừa ăn mít vừa bấm điện thoại, thì cho thấy một cái hình ảnh vô cùng thảm hại, một hình ảnh vô cùng nhếch nhác, một cái hình ảnh vô cùng láo lếu và một cái hình ảnh rất đáng ghê tởm của cái đám lãnh đạo cấp cao cộng sản. Và tôi có nói rằng là họp hành vì lũ ấy chúng nó chỉ ngồi đứng đởm như nhau, cùng vũ lý với nhau và tìm cách để ăn thịt ăn xương của đồng bào. Đối với người dân miền Bắc ấy, thì đủ đòn là cái từ vô cùng là nặng nề, và tôi phải dùng cái từ như thế. Còn để nói về cái chuyện riêng tư cá nhân ấy, thì lúc đó lúc nãy là chúng mình có nói về cảnh đời đau khổ hay nọ kia của tôi, thì thực ra những cái mất mát của chúng tôi cũng lớn, nhưng mà không thể lớn lao bằng những cái mất mát của những người xung quanh, những bà con dân tộc Lộc Hưng. Khi mà họ đã sinh sống nhiều đời ở đây, họ gắn bó ở đây, và cái sự mất mát về vật chất ấy có thể đong đếm được, nhưng cái sự mất mát về tinh thần là những cái điều không thể đong đếm được. Có những gia đình đang ở đời thứ tư sống trong cái mảnh đất ấy, bây giờ trắng tay, bây giờ đuổi ra khỏi nhà. Tôi chỉ có 3 năm sống tại cái vùng Tàu Bộc Kinh thôi, và năm nay là năm thứ 13 tôi bước vào cái cuộc tranh đấu, đối mặt với nhà cầm quyền, đối mặt với hiểm nguy, đối mặt với tù đầy, đối mặt với sự bách hại, đối mặt với tất cả những cái thứ mà mình có thể gặp trên cái cuộc đời đầy tiêu cực này. Thì 3 năm tại huyện Giao Lục Hưng đối với tôi là 3 năm tuyệt vời nhất. Là 3 năm tôi yên ổn, 3 năm tôi không bị công an xông vào nhà bất ngờ, gõ cửa. 3 năm không bị công an xông vào nhà vô cớ kiểm tra hộ khẩu. 3 năm tôi không bị lôi ra khỏi nhà để đánh đập của những người thân của tôi. Và tôi cảm thấy rất là bình an khi được sự che chở của các cha đồng chí quốc thế, của những người hàng xóm nghèo nàn nhưng chất phác và đơn hậu tại vườn Giao Lộc Hưng. Chính vì thế mà tôi biết là một ngày nào đó, khi mà đã có những thông tin nhà cầm quyền giải tỏa thu hồi, tức là theo cách gọi của họ ở đất này, nhưng mà tôi vẫn cắt chiêu hơn 10 năm làm việc của tôi và của anh Nguyễn Tiến, hai vợ chồng đi vay mượn trên để mua được 40 mét vuông đất và xây nhà tại đây. Thì tôi cũng nghĩ rằng là đã làm cha làm mẹ mà phải dành cho con những cái điều gì tốt đẹp nhất, và tôi muốn con gái tôi, bé tôm, sẽ có một hai năm đầu đời được lớn lên trong chính căn nhà của nó, thì muốn ra sao thì ra. Tôi nghĩ rằng tôi cũng đã ý thức được việc là sẽ có một ngày nào đó chúng sẽ vào cướp đất, nhưng ít ra chúng không thể cướp trắng, chúng đền bù tuy không thỏa đáng, nhưng mà ít ra là cũng phải có.
Tôi chấp nhận là có thể mất nhà một ngày nào đó, nhưng mà để đổi lại con tôi có những giây phút ở trong chính ngôi nhà của nó. Và đó chính là lý do, và một phần nào nữa đó, là tôi quá yêu mảnh đất này. Tôi muốn mặc lên thân phận của mình một cái số phận của những người tại vườn đau lục hưng này. Nhưng mà khi mà sự kiện này diễn ra thì tôi rất là, tất nhiên mình rất là đau khổ, đau cho mình, đau cho người khác. Nhưng khi bình tâm lại, trấn tĩnh lại một lúc, một phút nào đó tôi nghĩ rằng, à, Chúa một lần nữa đã chọn tôi và anh Nguyễn Tứ làm chứng nhân cho tội ác của Cộng sản. Và những cái gì chúng tôi trải qua, những khổ đau chúng tôi trải qua, những phân gia chúng mà chúng tôi đã trải qua chưa đủ, chúng tôi phải gánh vác thêm nữa. Chúng tôi đã khoác trên người mình cái thân phận tù này. Chúng tôi đã khoác trên mình thân phận của những kẻ chết hại. Chúng tôi đã khoác trên người cái thân phận của những kẻ bị bứt ra ngoài lề. Và những kẻ bị từ chối. Nhưng chưa đủ. Chúng tôi còn phải khoác lên người cái sự mất mát về tài sản, về tiền của, về vật chất. Và tôi có thể nói rằng là chúng tôi đi theo một cái tiến trình ngược. Tức là một cái hành trình ngược, tức là thường thì là người ta từ dân oan, thì người ta đi khiếu kiện, người ta đi đòi lại quyền lợi cho người ta, thì người ta trở thành những người đấu tranh, đòi nhân quyền dân chủ tự do và người ta tù đoàn. Ví dụ như trường hợp của bà Cấn Thị Thơ, bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Trần Ngọc Anh hay một vài người khác, như tôi và anh Hùng Tứ người khác, từ những người tranh đấu, chúng tôi trở thành những người tù nhân lương tâm, và bây giờ chúng tôi trở thành những người dân oan Việt Nam, những người dân oan mất đất, mất nhà. Con gái tôi mở mắt ra đã thấy nó trong nhà trọ. Và khi nó một tuổi, ba mẹ nó dành hết tất cả những cái gì có được để xây nhà cho nó. Và nó chỉ được ở một đêm duy nhất trong cái ngôi nhà mới đấy thôi. Nhà đã bị giật tập rồi. Con tôi mang thân phận của một đứa con của phản động. Một đứa con của những kẻ chống phá. Một đứa con của những kẻ tù đầy. Và bây giờ nó là dân oan. Thì tôi thấy rằng tất cả những vấn đề này, Chúa nói rằng, các con chịu thế chưa đủ, phải rác thêm đánh giá, phải mặc trên mình cái thân phận của riêng mình và thân phận của cả một dân tộc. Tôi thấy điều đó, tôi xác tín vào trên Chúa rằng Chúa sẽ không bỏ rơi chúng tôi, và rằng những cái đau khổ của ngày hôm nay vợ chồng tôi và những người khác gánh chịu một ngày nào đó sẽ được bù đắp, sẽ đền bù. Và cái thành quả, cái hoa trái đó, tức là cái tự do sẽ được thiết lập trên đất nước này. Đó chính là những cái tâm sự của tôi trong những ngày qua. Dù lòng rất buồn, cứ đến chiều tối là nước mắt lại trào ra. Nhớ cái cảnh tôn đầy của các chú thương giới bên Việt Nam Cộng Hòa và những người hàng xóm tốt bụng. Và từ nay tất cả sẽ không còn nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có những cái niềm vui trọn vẹn hơn. Đó là khi độc tài không còn hiện diện trên đất nước này nữa. Mà chỉ có tự do, chỉ có dân chủ, và chỉ có hạnh phúc mà thôi. Cô đang nói cho nhiều người ở Lộc Hưng về cái tội ác của Cộng sản đi toàn thế giới này. Tôi cũng nhắc cho cô biết là, tôi mới nói với cô trước đây một vài phút về Cộng sản miền Nam, Cộng sản miền Nam cướp miền Nam. Những thằng này bây giờ nó đã vào tù rồi. Đinh La Thăng nó vào tù rồi. Trần Bắc Hà nó vào tù rồi. Lê Thanh Hải, nó có cả hàng tỷ đô la, nó cũng đang sửa soạn. Nguyễn Tấn Dũng, vua tham nhũng, Cụ Huy Hà Vũ nói là phải bắn thằng này 7 lần. Chưa đáng cái tội của nó, cũng sắp vào tù rồi. Và một ngày nào nữa, Nguyễn Thiện Nhân nó cũng sẽ vào tù, nó không có ngồi tiểu cô nói là đú đởn, đốn cướp, ngồi họp. Tôi cũng nhìn thấy trên cái video clip, YouTube, nó ngồi nó ăn cái gì đó, trái gì gai, măng cầu, không phải măng cầu, trái sầu riêng. Trái mít. Không, đây là trái mít, bây giờ gọi là trái mít ạ. Cô nhắc đến Chúa, cô là người Công giáo, tôi cũng là người Công giáo. Chúng ta tin Chúa lắm cô. Thực sự những cái điều cô nói, sự đau khổ của cô,
cũng chưa đủ, hay cái sự đau khổ tôi đi trải qua nó cũng chưa đủ. Nhưng nếu nói đến Chúa thì Chúa không có ở mặt ở đây đâu. Chúa ở đâu ấy, xa lắm, xa lắm. Nhưng mà những người đại diện Chúa ở đây, ở ngay tại Mỹ này, chứ đừng nói Việt Nam, những người đại diện Chúa nó cũng xa dân lắm, xa giáo dân lắm. Chỉ có hai vị giám mục can đảm. Dám lên chương trình từ cánh đồng mây, đó là Đức cha Nguyễn Văn Tân và Đức cha Hoàng Đức Oanh. Tôi tiếc thương Đức cha Nguyễn Văn Tân lắm, còn trẻ lắm, trẻ. Ngày mất năm ngày, 67, 68 tuổi. Tôi còn nhớ, tôi nhắc lại với cô có lần tôi nói với ngài năm 1975, mà tại sao không đi đi, không đi đi. Không được, không đi được ông Minh ạ. Giáo dân tôi còn đây, sao tôi đi được. Còn Đức Oanh, Đức cha Hoàng Đức Anh nói chuyện với tôi ở trong Kon Tum, trong rừng, đi rừng làm lễ Giáng sinh. Và mấy ngày đây, cách mấy ngày hôm nay, hình ảnh của vị chủ chăn già rồi, về hưu rồi. Đi thăm đồng bào Lộc Hưng. Các đấng các bậc lớn đâu, Tổng giám mục Sài Gòn đâu, Tổng giám mục các nơi đâu, Hội đồng giám mục của người Công giáo Việt Nam ở Việt Nam đâu. Không một vị nào dám mở miệng. Cô nhắc đến các cha dòng chủ cũng thế. Tốt lắm. Cô có nhắc đến chữ những anh em thương phế binh. Cô chạm vào trái tim tôi đấy, khi tôi nghĩ đến những người đồng đội kém may mắn còn ở lại. Uất đức trong lòng người, trong và ngoài nước là có thật cho đến ngày hôm nay. Uất đức của cô, sự đau khổ trực tiếp. Uất đức của tôi, của chương trình từ cánh đồng mây này, rầu gián tiếp, nhưng nhìn những người đồng hương đồng loại của mình. Một đất nước thống nhất phải được thống nhất bằng tinh thần, bằng tư tưởng, bằng tình cảm, bằng tâm linh. Muốn thống nhất như vậy, con người lãnh đạo cộng sản nó phải có tinh thần, nó phải có tư tưởng, nó phải có tình cảm, nó phải có tâm linh. Nó không có. Bây giờ đất nước ta nó mới như vậy đó. Nó mới tụt hậu, nó mới khốn nạn như vậy. Cô có đồng ý với tôi về cái điều suy nghĩ này không, thưa cô Phạm Thanh Hiến? Một xã hội đảo lộn chỉ còn liên cướp. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe là tôi ở ngoài Bắc, mấy ông bạn 60 mấy tuổi đảng thân mến gọi tôi là ông giặc. Tôi là giặc ở miền Nam, quân đội miền Nam mất, đất nước miền Nam mất là vì thằng khốn nạn Hoa Kỳ này, thằng Mỹ này, nó chối tay quân đội Việt Nam trao cho cộng sản. Đất nước Việt Nam mất vì thằng khốn nạn Hoa Kỳ này, nó bán đứng cộng sản, nó bán đứng miền Nam cho cộng sản sau năm 1973. Có lẽ tôi bất đường dây với... Chúng tôi cao lỗi cùng quý vị, chúng tôi bất đường dây với cô Phạm Thanh Nhiên, cô Nam Phương. Nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải tâu dệt. Thank you.
trong tim bao nhiêu ân tình. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được cho tôi với cô Thanh Nghiên. Cô Nghiên nghe được tôi không cô? Nghe được chưa? Tôi nói muốn nói với cô, tôi lặp lại là quân đội Việt Nam mất không còn nữa, nước Việt Nam không còn nữa. Nhưng chúng ta trong đó có cô ở miền Bắc và chúng tôi ngoài này. Chúng tôi vẫn giữ mãi được niềm tin cô ạ. Còn niềm tin ta sẽ tập hợp lại, ta sẽ làm lại được, ta sẽ lấy lại được đất nước như cô nói, có tự do, có dân chủ, có nhân quyền cho mọi người. Có quân đội, có đất nước, nhưng nó không có niềm tin, không có nơi nào tin vào, dân không lấy ra nơi nào tin vào. Thì cái đảng này, một ngày nó cũng sẽ bị đổ thôi. Tôi biết cô đang có cháu nhỏ, chúng ta đang vào những giây phút chót để cho cô thăm, cô nuôi, cô lo lắng cho cháu Tôm. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, cô có điều gì muốn phát biểu, cô có điều gì muốn chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị khán giả trên toàn cầu. Cô nói đi cô, tôi nói với cô là một cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho cô đấy, cô đừng lo chuyện đó nhé. Cô phát biểu trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình cho cô Phạm Thanh Nghiên. Dạ, cũng như chúng ta cũng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, nhất là trong những thời khắc đầu năm. Người Việt Nam thì vẫn quen ăn Tết, tiền, Tết Nguyên Đán âm lịch. Và chúng ta không quên những người dân ở vùng Giao Lộc Hưng đã bị tấn công một cách bất ngờ, tàn bạo nhất, trong khi đã chuẩn bị đến ngày Tết. Tôi không tin nhiều, tin rằng những thứ cả, những người đang nghe chương trình này hãy quan tâm đến những người dân Lộc Hưng, những người dân An khác, những người cấp cổ bé học. Nếu những điều gì chúng tôi không xuất lên lầu được, xin quý vị hãy dùng. Và trong những ngày này, thật sự là bản thân tôi cũng như là những người dân vườn rau Lộc Hưng và những người quan tâm đang mang một nỗi buồn nặng trĩu, rất là đau đớn, hoang mang, bè bộn nhiều thứ còn phải làm, còn phải lo. Và tôi sợ rằng, lo rằng chỉ một hai hôm nữa thôi, cái sự kiện gần ra Lộc Hưng lại bị chỉ nghỉ, ta lại quan tâm những thứ khác. Vậy thì quý vị hãy chia tay với chúng tôi, đừng để những thông tin này lội đi, để Lộc Hưng giữ được lửa và tiếp sức cho chúng tôi trên con đường thân đấu, đòi lại tự tài của mình, đòi lại mảnh đất gia ông của mình. Mình không thể được, ít ra chúng tôi cũng ấm lòng hoặc làm được một điều gì đó, cũng giảm dùng bạo lực, dùng vũ lực để tấn công chúng ta, tấn lại chúng ta. Chúng ta không thể tấn lại chúng bằng sức mạnh của con người, cần trông cậy vào một sức mạnh lớn hơn rất nhiều lần, sức mạnh của Thiên Chúa. Tôi vẫn luôn tin rằng mọi sự đều có sự sắp đặt của Thiên Chúa, và tôi cũng cầu nguyện với chúng tôi. Tôi chỉ mong rằng hãy cầu nguyện, bởi vì khi chúng ta tin thì Thiên Chúa sẽ nhận lời, và mình sẽ cảm ơn với gia đình Minh, Nam Thiên và quý thính giả những ngày qua đã quan tâm đến tình trạng người dân vùng Giao Lộc Hưng và quan tâm đến tôi trong ít phút vừa qua. Thể hiện quý vị, cảm ơn. Chúng con Hoàng Thanh Nghiên, một trong những âm thanh đơn giản và chân tình nhất của cuộc đời, đó chính là tiếng hay chữ tiếng gọi bạn, chữ bạn. Chỉ có những người bạn thực sự mới để lại dấu chân trong tim cô, trong tim tôi. Người bạn tốt là người ở lại với cô khi mọi người bỏ đi. Cô còn trẻ, chắc cô cũng đã học lễ nghĩa liêm sỉ, là bốn cái đức quý của con người trong mối quan hệ đối xử với nhau, trong mối quan hệ, trong động lực làm cho đất nước mạnh. Đó là đạo lý làm người và là trách nhiệm của mỗi công dân đối với quê hương, xứ sở. Hoàn cảnh của mỗi người có thể khác nhau, không giống nhau,
nhưng hãy bằng tất cả khả năng của mình mà rèn luyện nhân cách và nuôi dưỡng lòng tự trọng dân tộc để phấn đấu, dù trong hay ngoài nước. Tôi phát biểu điều này với cô và với tất cả những ai đồng ý với chúng ta bốn đức tính quý giá của con người. Những kẻ cầm quyền hôm nay, Đảng Việt Cộng cũng là người, nhưng bọn tham vô đã sống không còn lễ, không còn nghĩa, không có liêm, không có sỉ. Thì bọn nó còn cướp đất vườn rau vườn hương, đập phá mái nhà nhỏ bé của cô cũng là chẳng là điều gì khó hiểu cả. Chỉ một đêm mà cô ngủ dậy, không còn thấy gì nữa. Chỉ một đêm mà con người ngủ dậy, con người Việt Nam ngủ dậy, thế giới đã tiến xa hàng trăm dặm. Mãi mê trong cái vinh quang của đảng điên cướp, thì đất nước sẽ lạc hậu, thì nỗi nhục đã đến như ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương, anh Huỳnh Anh Tú. Trời khuya con mòn, tâm tình những sự đau khổ của mình đại diện cho người Lộc Hưng nói lên những sự khốn nạn cộng sản đã đối với họ. Tôi cầu mong mọi may mắn với cô, thưa cô. Tôi nói với cô, cánh cửa này đóng, chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra cho cô. Cầu mong mọi hạnh phúc và an lành với cô và gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Nguyễn Hoàng, anh Huy Trần, Đại Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long. Hoàng Vinh YouTube, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cũng trong tâm tình của ngày mai, và cũng trong tâm tình để ủng hộ các nhà đấu tranh dân chủ, những người đã dám đốt mình trước nghĩa vụ của quê hương, nhóm anh em kết nghĩa và chương trình Đường Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi có tổ chức một buổi dạ tiệc vào thứ Bảy tuần tới, ngày 19 tháng 1 năm 2019 tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 Jupiter Road, thành phố Garland. Xin mời quý vị cùng đến để nghe, để theo dõi chương trình. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn sẽ trình bày về những điều khốn nạn và tội ác của Cộng sản. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Cũng không quên cảm ơn những người đã có lòng tốt, mặc dù chưa đến thời gian đã gửi quà tặng cho đêm dạ tiệc. Anh Lê Thành, công ty Luraco, anh Hoàng Vinh, Cali và ông đại tá Đinh Thành On. Xin chào tạm biệt cô Phạm Thanh Nghiên. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Không gian dần quê đời này.
ngàn mới, những cánh chim bay xin giữ non sông có bài câu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Yêu công gió vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Dừng lại mùa vui.